Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý hàng 5 pho tượng để ô tô. Đây là tượng Phật Tổ Như Lai để ô tô bằng gỗ hoàng dương và gỗ bách nhai. Các pho tượng này được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là nhập từ Trung Quốc đó về để giới thiệu với toàn thể quý hàng. Đây là các pho tượng để táp lô ô tô. Kích thước thì chúng tôi không phải giới thiệu nhiều, chỉ bằng một găng tay thôi. Để trên ô tô nó rất chi là phù hợp. Hiện tại xe của tôi cũng đang để pho tượng, đã trưng một pho tượng như này ở trên xe, rất chi là đẹp. Đấy, mỗi khi chúng ta muốn thanh tịnh, nó nhìn vào pho tượng này, nhìn các ngài này, có thể thấy được xua tan đi mọi mệt mỏi và căng thẳng stress. Các pho tượng này đồ gỗ Thành Luân rồi bán với giá là 2.500.000 một pho. Khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Tôi sẽ xoay pho tượng này đều có một lá đè phía sau. Đấy, nếu trong trường hợp mà khách không muốn để lá đè, chúng ta có thể rút ra. Nào, đây là gỗ hoàng dương cũng rất là quý hiếm của Trung Quốc. Rất vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin qua Zalo hay số điện thoại của tôi 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.